Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Coi98 Insight. Hôm nay mình sẽ có một video để nói về chủ đề là tại sao Zalo chưa phâm và khi nào dòng tiền thì nó sẽ đến với hệ Zalo. Bởi vì ở thời điểm hiện tại thì mình biết là ở thị trường Việt Nam có rất là nhiều anh em đang hô đồng Zalo và thậm chí là mình cũng thế. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua thì anh em có thể thấy là có rất là nhiều blockchain platform khác trên thị trường nó tăng trưởng rất là mạnh. Ở trong đó có Sol, nè, có Avax, nè, có Luna. Thì Zalo nó cứ mãi dậm chân mà nó không có một cái sự tăng trưởng vượt bậc. Đó chính là vì sao mà trong ngày video ngày hôm nay thì mình muốn gửi tặng cái video này đến cho tất cả anh em nào mà đang hold Zalo. Và mình nghĩ là cái video này nó không chỉ nói đến Zalo đâu không. Anh em hoàn toàn có thể dựa vào cái video này để mình có một cái case study, có một cái góc nhìn rộng hơn để chúng ta có thể phân tích những cái blockchain platform khác trên thị trường. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu vào cái video ngày hôm nay luôn ha. Cái video ngày hôm nay thì nó sẽ có 3 phần. Ở phần thứ nhất đó chính là mình sẽ đánh giá tổng quan về Zalo. Phần thứ hai đó chính là mình sẽ có cái phần là tại sao Zalo chưa pump. Thì đây là cái phần quan trọng nhất. Và cuối cùng đó chính là khi nào thì hệ Zalo đón dòng tiền. Thì đây cũng là những cái yếu tố, những cái case study rất là quan trọng mà mình hy vọng là anh em sẽ xem hết video này ha. Nếu các bạn yêu mến Coin98 Insights thì hãy scan mã tại đây và kiếm thật nhiều điểm X để ủng hộ đội ngũ nhé. Bây giờ thì mình sẽ đến cái phần đầu tiên của cái video này, đó chính là tổng quan về hệ Zalo. Thì trên phương diện là một người mà đầu tư vào Zalo và mình cũng có hold một ít Zalo, thì đây là một số các cái highlight mà mình muốn nhắc đến khi mà mình nói tới hệ Zalo. Thứ nhất, Zalo là một cái blockchain platform, là một cái EVM blockchain platform. Thì trong đó Zalo nó tập trung vào hai mảng. Trước đây thì nó tập trung vào cái mảng payment, nghĩa là cái mảng thanh toán. Nó giống như là Terra ở thời kỳ trước vậy đó. Ở thời điểm hiện tại thì Zalo nó đã mở rộng thêm cái mảng DeFi. Nó cũng y chang tương tự như là cái cách mà hệ Terra đang làm. Nghĩa là trước đây thì Terra nó tập trung vào những cái mảng payment, trong đó có Chai nè, có MemePay nè các thứ. Tuy nhiên thì DeFi, kể từ DeFi Summer nó phát triển mạnh thì những cái blockchain platform khác trên thị trường nó đã bắt đầu chú ý đến cái DeFi này. Đó thì anh em hoàn toàn có thể thấy là cái sự giống nhau của Zalo với những cái blockchain platform khác. Còn đối với blockchain EVM thì anh em hoàn toàn có thể thấy là Zalo nó sẽ giống một số blockchain khác trên thị trường. Ví dụ như là Binance Smart Chain, bây giờ thì nó có tên gọi là BNB Chain, Avalanche C Chain, Polygon hoặc là Phantom. Rồi, cái thứ ba đó chính là Zalo này được launch bởi nền tảng Coinlist. Mà một khi được launch bởi nền tảng Coinlist rồi thì anh em hoàn toàn có thể tin tưởng, bởi vì đây là một trong những cái launchpad được gọi là uy tín nhất thị trường. Và được một khi được launch bởi nền tảng Coinlist thì chắc chắn là cái dự án đó có những cái backer, có những cái quỹ đầu tư rất là uy tín. Thì anh em hoàn toàn có thể thấy là Zalo là một cái nền tảng mà có rất là nhiều quỹ đầu tư lớn. Ở trong đó có ARM16Z nè, có Polychain Capital nè, có Coinbase nè. Đó, rồi có rất là nhiều cái nhà đầu tư ở nhỏ lẻ khác nhau. Tuy nhiên thì đây đều là những cái nhà đầu tư mà có tiếng tăm trong thị trường và có những cái hiệu suất rất là tốt. Và khi mà mình nhắc đến cái hệ Zalo có cái điều gì nổi bật thì mình có nhớ đến một cái sự kiện, đó chính là Zalo đã từng launch một cái gói DeFi Incentive Program. Thì đây là một cái gói kích thích hệ sinh thái DeFi ở trên mạng lưới Zalo, có trị giá là 100 triệu đô vào ngày 30 tháng 8 năm 2021. Thì cái này mình sẽ đề cập sâu hơn ở phía dưới ha. Rồi, cái tiếp theo đó chính là ở thời điểm hiện tại thì hệ Zalo, hệ sinh thái Zalo đang có cái gì. Thì anh em hoàn toàn có thể thấy là ở thời điểm hiện tại hệ sinh thái Zalo ngoài những cái ứng dụng infrastructure ra thì Zalo nó còn có những cái ứng dụng khác thuộc về DeFi, ví dụ như là nền tảng DEX nè, xong rồi nền tảng Lending nè, rồi Yield Optimizer nè. Ở thời điểm hiện tại thì Zalo cũng được hỗ trợ bởi rất là nhiều các cái wallet khác nhau. Thì nhìn ở đây nó sẽ là tương đối là đồ sộ. Tuy nhiên thì một hồi mình sẽ phân tích coi xem là tại sao đồ sộ như thế nhưng mà nó vẫn chưa có mang lại nhiều giá trị cho Zalo ha. Tuy nhiên á, thì trước khi đi vào cái phần chính này thì anh em lưu ý cho mình, đây là một cái video phân tích dưới góc nhìn cá nhân, nhưng mà mình cũng chắc chắn là sẽ có những cái số liệu cụ thể bác cho những cái lời nói của mình, bác cho những cái nhận định của mình. Đó, rồi cái phần thứ hai đây đó chính là cái video này nó không có mục đích sale hay là cũng không có mục đích post cho nền tảng Zalo đâu cả.
Anh em hoàn toàn có thể dựa vào cái video này để mình có thêm những cái nhận định, xem coi là cái khoản đầu tư của mình nó có đúng hay chưa, nó có hợp với cái vị thế của mình hay không. Và cuối cùng đây là cái quan trọng nhất, nghĩa là cái video này mặc dù nói chính thì nói về Zalo nhưng mà nó sẽ có rất là nhiều insight giúp cho anh em có thể nhận định là định giá là cũng như là những khi mà mình có thể so sánh với những cái blockchain platform khác trên thị trường. Rồi bây giờ thì mình sẽ vào cái mục chính của ngày hôm nay, đó chính là tại sao Zalo chưa pump. Thì như anh em có thể thấy là tại sao Zalo chưa pump á, thì mình cần phải hiểu được là ở thời điểm hiện tại những cái nhà đầu tư đó họ kỳ vọng vào Zalo như thế nào, tại sao họ không mua Zalo để giúp cho Zalo tăng trưởng. Thì anh em cần phải hiểu được là bây giờ chúng ta cần phải phân loại ra Zalo là một cái gì. Thì Zalo ở thời điểm hiện tại nó là một cái blockchain platform. Đó chính là vì sao mà nếu như chúng ta mà muốn so sánh, muốn định giá Zalo thì chúng ta cần phải so sánh Zalo với những cái blockchain platform khác trên thị trường. Cụ thể hơn trong đó có Phantom này, có Binance Smart Chain này, có Avalanche C-Chain này, có Terra này, có Solana đó chẳng hạn. Thì một khác với những cái category khác trên thị trường. Ví dụ như là để một cái đồng coin thuộc AMM tăng trưởng đi, thì cái đồng coin đó nó phải có cái tính ứng dụng, hoặc là sử dụng cái đồng coin đó thì mình sẽ nhận được cái phí giao dịch từ cái nền tảng AMM đó, hoặc là sử dụng cái đồng coin đó thì mình có thể farming ở trên AMM đó, hoặc là cái AMM đó nó có trading volume cao, hoặc là nó có total value lock cao thì cái đồng coin đó sẽ có giá trị. Thì đối với cái blockchain platform thì người ta sẽ định giá nó bằng cách khác. Anh em có thể thấy được là tại sao những cái đồng blockchain platform này nó tăng trưởng. Nó tăng trưởng không phải là vì cái thông số của nó tốt. Ví dụ như là Solana mặc dù có cái TPS lên tới 1.000, lên tới 50-60.000 TPS trên giây. Nhưng mà thực tế là khi mà họ công bố cái đó ra thì cái Solana này nó cũng không có tăng trưởng mạnh. Thậm chí là trước đây cái đồng BNB nó cũng thế, nó cũng rất là lẹt đẹt ở cái mức giá thấp. Nhưng mà anh em hoàn toàn có thể thấy được là cái yếu tố giúp cho blockchain platform tăng trưởng đó chính là khi mà cái hệ sinh thái DeFi của cái blockchain platform đó nó phát triển mạnh. Và khi mà nó phát triển về cái mặt dự án, có người dùng các thứ thì chắc chắn là nó sẽ nhận được rất là nhiều dòng tiền từ ngoài vào. Và đây là hai cái yếu tố then chốt giúp cho một cái đồng blockchain platform tăng trưởng. Thì anh em hoàn toàn có thể thấy được là vào DeFi Summer vào tháng 6 năm 2020 thì anh em hoàn toàn có thể thấy là dòng tiền lúc đó nó đang ở Ethereum rất là nhiều. Tuy nhiên á, khi mà Ethereum nó đã có một cái mức phí quá cao rồi, rồi sau đó có một cái mức phí quá cao rồi mạng lưới thì lại tắc nghẽn, thì Binance Smart Chain nó đã chớp lấy được cái thời cơ đó khi mà họ phát triển được cái hệ sinh thái DeFi. Thì anh em hoặc có thể thấy được là cái đồng BNB nè, nó tăng trưởng mạnh nhất khi nào? Nó tăng trưởng mạnh nhất vào khoảng tháng 2 năm 2021 khi mà cái hệ sinh thái DeFi của Binance Smart Chain nó tăng trưởng mạnh. Đó, thì đây cũng là cái thời điểm mà hệ sinh thái Binance Smart Chain nó nhận được rất là nhiều dòng tiền từ thị trường. Tương tự như thế, ví dụ như là cái Solana đi, thì nó nhận được dòng tiền vào khoảng tháng 8 năm 2021 cho tới tháng 10 năm 2021. Thì tương ứng như thế, anh em có thể thấy được là từ khoảng tháng 8 cho tới tháng 9 thì lúc đó thì cái đồng xô nó đã tăng trưởng mạnh nhất. Tương tự như thế, ví dụ như là AVAX từ tháng 9 cho tới tháng 11 thì anh em có thể thấy được là từ khoảng tháng 9 cho tới tháng 11 thì AVAX nó cũng đã có một cái đợt tăng trưởng mạnh tiếp. Tương tự như thế, ở thời điểm hiện tại thì đây chính là cái thời kỳ hoàng kim của đồng Terra. Đó chính là tại sao mà Terra mặc dù bữa giờ thì thị trường điều chỉnh rất là mạnh nhưng mà Terra vẫn giữ được một cái phong độ tăng trưởng. Vậy thì mình nói tới đây rồi thì anh em sẽ hiểu được là cái gì? Anh em sẽ hiểu được là cái yếu tố then chốt giúp cho một cái blockchain platform tăng trưởng đó chính là cái hệ sinh thái DeFi trên cái blockchain đó sẽ phát triển. Vậy thì bây giờ mình sẽ cùng anh em phân tích coi là cái thằng Zalo này nó đang đi đến đâu, nó đang có những cái gì mà tại sao nó chưa pump ha. Đó, tuy nhiên thì anh em có thể thấy được là khi mà mình nhắc đến cái hệ sinh thái Zalo, thực tế là họ không phải là chưa pump. Thực tế là trong thời gian quá khứ thì Zalo nó đã có những cái đợt pump rất là mạnh mẽ. Ví dụ như là đợt hồi tháng 9 năm 2020 nè, xong rồi đợt đầu năm 2021 nè, sau đó rồi khoảng tháng 8, tháng 9 năm 2021 thì nó đã có ba cái đợt pump. Tương ứng anh em có thể thấy được cái Zalo price, nghĩa là giá của đồng Zalo đó, nó có ba cái đợt tăng trưởng mạnh mẽ ở đây nè. Đó, tuy nhiên thì bây giờ mình cần phải hiểu là
cái sự tăng trưởng này của Celo có đến từ cái hệ sinh thái ở cái hệ sinh thái DeFi ở trên cái Celo blockchain hay không, hay là nó chỉ đến vì một cái tin tức? Thì ở đây mình cũng đã có phân tích cho anh em. Ở đây thì mình có ba cái biểu đồ. Biểu đồ thứ nhất đó chính là total crypto market cap, nghĩa là vốn hóa của toàn bộ thị trường crypto. Cái thứ hai đó chính là giá của đồng Celo, và cái thứ ba đó chính là cái total value lock của hệ sinh thái Celo. Thì anh em hoàn toàn có thể thấy được là ba cái đợt pump của ba cái đợt mà giá của Celo pump á, thì nó hoàn toàn trùng khớp với lại những cái sự kiện của thị trường. Ví dụ như là cái đợt pump đầu tiên thì lúc này Celo nó có cái đợt là wave 2 funding program, nghĩa là nó cũng là một cái đợt mà cấp vốn, hoặc là cũng là một cái đợt mà kích thích những cái dự án phát triển với cái hệ sinh thái Celo. Thì lúc này Celo đã có một cái sự tăng trưởng mạnh đó, thì anh em hoàn toàn có thể thấy được là đây là một cái sự kiện hoàn toàn dựa vào tin tức. Rồi bây giờ cái thứ hai đó chính là Celo mainnet và được list ở Binance. Thì anh em có thể thấy được là ở thời điểm này, ở lúc đó thì tất cả những cái đồng coin mà được list Binance thì nó có nhận được cái sự chú ý rất là nhiều, và thậm chí là pump cũng rất là cao. Thì anh em hoàn toàn có thể thấy là ở cái mức giá là khoảng 2,5 đô thì Celo đã pump một mạnh lên đến 5 đô là x2. Đó, thì tương tự như thế. Đi đến cái đợt thứ 3, đó là vào khoảng tháng 9, vào khoảng cuối tháng 8 là ngày 30 tháng 8 ấy, thì Celo nó đã ra mắt cái gói là Celo Incentive Program. Thì sau khi mà nó ra mắt cái gói Incentive Program đó thì cái giá của đồng Celo cũng đã tăng mạnh. Tuy nhiên thì anh em hoàn toàn có thể thấy được là khi mà giá của đồng Celo tăng mạnh kèm với mặc dù là cái total value lock của hệ sinh thái Celo nó cũng có tăng, nhưng mà nó chỉ có tăng ở trong một cái đợt rất là ngắn hạn. Ví dụ như là từ đây tăng đến đây nó lại giảm, rồi từ đây tăng đến đây cho tới bây giờ nó cũng lại giảm. Còn anh em hoàn toàn có thể thấy là cái sự tăng trưởng của Celo nó nhận được cái sự ủng hộ của market sentiment rất là nhiều, nghĩa là nhận được sự ủng hộ của cái sự tăng trưởng của toàn bộ thị trường. Nghĩa là ở thời điểm đó, mặc dù Celo ở thời điểm này nó có tăng thật, nhưng mà toàn bộ coin trên thị trường tăng, chứ không phải là Celo mà là một cái thằng mà tăng duy nhất. Đấy chính là vì sao mà cái sự tăng trưởng của Celo thì mình có thể gọi nó là một cái sự tăng trưởng hiển nhiên. Tuy nhiên thì có cái đợt 3 này có thể được gọi là cái đợt mà tăng trưởng mà có cái động lực mạnh nhất. Anh em hoàn toàn có thể thấy là kể từ khi Celo nó ra mắt cái gói Incentive Program 100 triệu đô của nó, thì hồi nãy mình có nhắc ở trên đây, thì hàng loạt những cái hệ sinh thái DeFi khác trên thị trường nó cũng đã bắt đầu ra cái gói kích thích DeFi. Cụ thể hơn là sau Celo nè, thì có Avalanche nè, có Phantom nè, có Terra nè, có Algorand nè, có Harmony. Thì có rất rất là nhiều các hệ sinh thái DeFi khác nó bắt đầu nó triển khai cái DeFi Incentive Program tương tự như cái hệ sinh thái Celo. Tuy nhiên thì anh em có thể thấy được là ở thời điểm hiện tại mình sẽ xem coi là Celo nó đang có cái gì, và tại sao là mặc dù đã có những cái gói kích thích DeFi rồi nhưng mà nó vẫn chưa tăng trưởng ha. Thì hồi nãy mình có nói với anh em là để một cái đồng blockchain platform tăng trưởng thì cái yếu tố quan trọng nhất đó chính là cái hệ sinh thái DeFi của cái blockchain đó phát triển. Thì làm sao để mình xác định được là cái hệ sinh thái DeFi của cái blockchain đó phát triển hay không? Thì anh em đừng quên xem cái video này nha. Thì đây là một trong những cái video mà được gọi là quan trọng nhất mà mình có làm ở trong năm 2021. Thì đây là một cái video mà giúp cho anh em có thể hiểu được là các cái giai đoạn phát triển của một cái hệ sinh thái và đâu là một cái thời điểm chín mùi để anh em đầu tư. Bởi vì ở thời điểm hiện tại mình thấy là có rất là nhiều anh em đã biết phân biệt được là đâu là những cái blockchain platform, đâu là những cái AMM, đâu là những cái đồng coin của một cái nền tảng lending. Tuy nhiên khi mà mình nói về cái chữ hiệu suất của những cái blockchain platform đó thì đa số anh em là đều chưa biết cái sự khác biệt của blockchain platform A với lại blockchain platform B. Đó chính là tại sao mà mình có thể gọi cái video về Celo ngày hôm nay, đó chính là cái video mà mở rộng, hay là đó là một cái video case study giúp cho anh em có thể hiểu thêm được cái video này. Và đây là một cái video tiền đề giúp cho anh em hiểu được rất là nhiều thứ mà anh em đừng nên bỏ qua khi mà anh em tham gia thị trường vào năm 2022 ha. Thì anh em hoàn toàn có thể thấy được là để một cái hệ sinh thái phát triển thì nó sẽ yêu cầu những cái DeFi, nó sẽ yêu cầu cái DeFi stack của cái hệ sinh thái đó phát triển. DeFi stack ở đây là gì? DeFi stack ở đây đó chính là những cái yếu tố cấu tạo nên nền kinh tế DeFi của một cái blockchain. Thì anh em hoàn toàn có thể thấy được là ở thời điểm hiện tại Celo nó đã có những cái gì?
thì mình sẽ anh em hoàn toàn có thể bật vào cái trang DeFi Llama. Sau đó anh em hãy chọn cái chain Celo giúp mình. Đây anh em có thể click vào đây, chọn vào cái chain Celo thì anh em sẽ thấy được tất cả các cái ứng dụng nằm trong hệ sinh thái Celo. Thì sau khi anh em thấy được rồi á thì mình sẽ đã có liệt kê lại đây. Thì anh em hoàn toàn có thể thấy được là hệ sinh thái Celo nó có những cái mảnh ghép stablecoin, ví dụ như là CUSD nè, CRO nè, CRIL nè. Rồi nó có những cái mảnh ghép thuộc về AMM, trong đó là có UbiSwap nè, SushiSwap, Mobius nè. Trong đó nó có những cái nền tảng về lending, trong đó có Mola Market nè. Ở trong đó có những cái nền tảng về bridge, ví dụ như là R-Bridge, Multichain. Trong đó có những cái nền tảng về Yield Aggregator, trong đó có Bitfi nè, AutoFarm hoặc là YieldWolf. Thì khi mà mình đã liệt kê ra được những cái mảnh ghép ở trong hệ sinh thái DeFi thì anh em hãy dựa vào một cái hình này. Thì cái lớp layer 2 này nó chính là cái lớp mà làm sao để chứa đựng được cái thanh khoản dành cho một cái hệ sinh thái. Thì thông thường nó sẽ có hai cái nền tảng, đó chính là nền tảng lending và nền tảng AMM. Thì anh em có thể thấy là ở thời điểm hiện tại cái hệ sinh thái Celo này nó đã đáp ứng được cái gì? Nó đã đáp ứng được AMM nè, nó đã đáp ứng được lending nè. Rồi cái mảng stablecoin cũng là một cái mảng quan trọng giúp cho một cái hệ sinh thái đó nó có cái nhánh stablecoin để người ta có thể sử dụng cái stablecoin đó, thì nó cũng có thể nằm trong cái layer thứ hai. Rồi về cái layer infrastructure giúp cho dòng tiền chuyển vào hệ sinh thái DeFi thì ở thời điểm hiện tại Celo nó cũng đã có bridge đó, nó cũng đã có một số nền tảng bridge. Rồi khi mà nó đã có những cái pool thanh khoản từ AMM, ví dụ như là UbiSwap, SushiSwap hoặc là Mobius, thì nó cũng đã có những cái nơi mà để tổng hợp những cái nguồn yield, tổng hợp những cái nguồn lãi suất, ví dụ như là các cái nền tảng Bitfi, AutoFarm, YieldWolf đó. Thì anh em có thể thấy được là khi mà mình nhìn thấy cái bảng này thì mình sẽ hiểu được là Celo nó đã có được cái này là hoàn hảo rồi nè, cái phần thứ hai là đã có những cái mảnh ghép rồi nè, cái phần thứ ba thì nó đã có những cái nền tảng yield aggregator rồi nè, về các cái infrastructure thì nó đã có Oracle, nó đã có bridge rồi nè, ở DAO thì nó chưa có. Nhưng mà bây giờ thì anh em có thể thấy được là bây giờ mình sẽ trả lời cho anh em tại sao là ở thời điểm hiện tại thì Celo nó chưa pump. Thì anh em hoàn toàn có thể thấy được là Celo nó đã có những cái mảnh ghép cơ bản. Những cái mảnh ghép cơ bản đó chính là những cái mảnh ghép mà giúp chứa đựng dòng tiền, trong đó có AMM, trong đó có lending. Nhưng mà ở những cái mảnh ghép này nè thì nó hoàn toàn là phát triển chưa có đủ mạnh. Đó, những cái mảnh ghép này nó đã sẵn sàng giúp cho Celo đón dòng tiền, nhưng mà những cái mảnh ghép này nó chưa phát triển đủ mạnh. Phát triển đủ mạnh ở đây là sao? Nếu như anh em mà có vào cái DeFi Llama thì anh em hoàn toàn có thể thấy được là mình cũng đã có tổng kết ở đây ha. Thì tổng cái total value lock dành cho stablecoin ở thời điểm hiện tại nó khoảng là 200 triệu đô. Những cái nền tảng AMM thì cái total value lock cộng lại thì cũng chỉ có 72 triệu đô. Rồi cái nền tảng lending nó cũng mới chỉ có 44 triệu đô. Rồi những cái nền tảng bridge thì con số của nó rất là thấp, và thậm chí là yield aggregator con số của nó cũng rất là thấp luôn. Vậy thì mình sẽ hỏi anh em nè, ví dụ như anh em là một con cá mập đi, anh em là một cái quỹ đầu tư lớn đi, thì thông thường á đối với họ những cái con số là từ 10 triệu đô cho tới 20 triệu đô, thậm chí là 50 triệu đô thì đó là một con số mà rất là nhỏ với những cái quỹ đầu tư lớn. Nhưng mà nếu như mà họ cầm con số 50 triệu đô, họ cầm con số 10 triệu đô đó, họ vào những cái AMM này swap, thì làm sao để có thanh khoản cho những con cá mập chơi được? Anh em có thể để hiểu được cái vấn đề đó. Thì từ đây anh em sẽ thấy được là những cái nền tảng mà Celo đang có này nè, thì mặc dù họ đã có mặt nhưng mà tính ra là nó không có cái sự phát triển, nó không có cái sự tăng trưởng theo thời gian. Cho tới thời điểm hiện tại thì cái total value lock của Celo mặc dù nó đã từng đạt lên đến 1 tỷ đô, nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì nó cũng rơi về đâu đó là mất đi 60%, rơi về đâu đó là còn chỉ khoảng là 400 triệu đô. Thì cái điều này, đây là một cái rào cản rất là lớn khiến cho hệ sinh thái Celo nó không có thu hút những cái cá mập vào thị trường. Mà khi mà không có cá mập thì không có những cái dòng tiền lớn, mà khi không có dòng tiền lớn thì nó sẽ không có đủ hấp dẫn để thu hút được những cái developer có thể phát triển được những cái ứng dụng ở trong hệ sinh thái Celo. Và đó chính là những cái lý do được gọi là tiên quyết nhất, hoặc là những cái yếu tố, những cái lý do mà mạnh mẽ nhất khiến cho Celo ở thời điểm hiện tại nó chưa pump. Vậy thì bây giờ mình sẽ đi sang cái phần tiếp theo. Vậy thì trong tương lai, ví dụ liệu giá của Celo có thể tăng trưởng mạnh mẽ hơn thêm một lần nữa hay không? Mời anh em hãy đi đến cái phần thứ 3.
Phần thứ ba này đó chính là khi nào thì Stello sẽ đón dòng tiền và khi nào thì Stello sẽ pump. Thì anh em hoàn toàn có thể thấy được là ở thời điểm hiện tại, mặc dù Stello nó chưa đón dòng tiền, nhưng mà mình cũng không phải là có một cái góc nhìn tiêu cực đối với hệ sinh thái Stello, mà ở đây mình sẽ phân tích ra một số các cái case study giúp cho anh em hiểu được là khi nào thì hệ sinh thái Stello sẽ pump. Thì anh em cần phải hiểu được là ở trên thị trường hiện tại có rất là nhiều cái hệ sinh thái khác nó cũng đang gặp một cái vấn đề tương tự giống như là Stello, chứ không phải là một mình Stello. Anh em hoàn toàn có thể thấy là khi mà mình click vào cái mục chain nè, mình kéo xuống dưới thì nó có rất là nhiều cái hệ sinh thái khác trên thị trường, ví dụ như là Oasis nè, ví dụ như là Algorand nè, hoặc là Genesis nè, EOS nè, và có rất là nhiều các cái hệ sinh thái khác nhau. Mà tại sao cho tới thời điểm hiện tại thì nó không có cái sự tăng trưởng? Thì anh em hoàn toàn có thể hiểu được là Stello là một cái thằng, không phải là một cái thằng duy nhất gặp phải cái vấn đề này, mà nó cũng có rất là nhiều thằng gặp phải cái vấn đề đó. Vậy thì bây giờ mình sẽ lấy một số các cái case study của những cái hệ sinh thái mà đã có cái sự tăng trưởng mạnh mẽ, xem là họ làm những cái cách nào, và mình sẽ đưa ra để giúp cho anh em nhận diện được cái vấn đề đó ha. Thì mình thấy được một trong những cái yếu tố quan trọng nhất giúp cho một cái hệ sinh thái tăng trưởng, đó chính là cái foundation, nghĩa là cái Stello foundation á, thì nó bắt buộc nó phải chú trọng phát triển những cái nền tảng DApp đầu tiên của hệ sinh thái, giúp cho hệ sinh thái có thể tạo cái bàn đạp để thu hút user ở trong thời gian tới. Thì anh em hoàn toàn có thể thấy được là Binance Smart Chain khi mà họ phát triển cái hệ sinh thái DeFi của họ vào khoảng tháng 9 năm 2020, thì lúc đó để thu hút được những cái người dùng đầu tiên, thu hút được những cái developer đầu tiên, thì hệ Binance Smart Chain nó đã ra mắt cái chương trình là Most Valuable Builder Program. Thì cái chương trình này nó không chỉ là khuyến khích những cái developer xây dựng những cái dự án, mà nó còn khuyến khích, nó còn tạo một cái sự uy tín dành cho những cái dự án đó để người ta dám deposit tiền vào. Và cái Most Valuable Builder Program này cũng được xem là cái chương trình thành công nhất của hệ sinh thái Binance Smart Chain, giúp cho họ có thể điều hướng được cái hướng đi của cả một cái hệ sinh thái. Ví dụ như là Most Valuable Builder Program 1 thì nó tập trung phát triển những cái ứng dụng DeFi, còn Most Valuable Builder 2 thì nó tập trung phát triển những cái ứng dụng NFT, còn Most Valuable Builder 3 thì nó tập trung phát triển những cái nền tảng GameFi và Metaverse. Tương tự như thế, Phantom thì nó có cái chương trình là Phantom Ecosystem Spotlight. Anh em hoàn toàn có thể thấy tại đây thì để thu hút những cái dự án cũng như là tạo cái sự uy tín cho những cái dự án khi mà họ phát triển trên hệ sinh thái Phantom, thì Phantom nó đã ra mắt cái chương trình là Ecosystem Spotlight, giúp cho những cái dự án này có được thêm một cái động lực phát triển, cũng như giúp cho người dùng họ đặt niềm tin, họ dám deposit tiền của họ, cũng được xem là thanh khoản của cả một cái hệ sinh thái vào những cái dự án ở trong hệ sinh thái Phantom. Tương tự như thế, Avalanche thì nó sẽ có Avalanche Rust nè, thì đây cũng là một cái chương trình của nền tảng Avalanche. Rồi Terra thì nó sẽ xây dựng hầu hết những cái DApp ban đầu của nó, ví dụ như là Anchor Protocol nè, ví dụ như là Mirror Protocol. Thì ở thời điểm hiện tại, Anchor Protocol được xem là một trong những cái nền tảng lending lớn nhất thị trường, và mang lại rất là nhiều người dùng bằng cái chiến lược là mở rộng cái đồng USD. Tương tự như thế, Solana thì nó sẽ xây dựng cái Serum làm một cái nguồn thanh khoản ban đầu, làm một cái nơi mà chứa đựng thanh khoản ban đầu, giúp cho những cái người dùng khi mà họ muốn trade trên Solana thì cái thanh khoản nó sẽ không bị phân mảnh, cũng như là Solana nó có được tập hợp được cái nguồn thanh khoản lớn của tất cả những cái dự án ở trong hệ sinh thái của nó. Vậy thì anh em hoàn toàn có thể thấy được là để một cái hệ sinh thái phát triển thì cái foundation của nó bắt buộc phải đốt tiền, hoặc là được xem là tạo nên một cái incentive rất là lớn ở thời điểm ban đầu để thu hút cho user, thu hút cho những cái người dùng. Nhưng mà một trong những cái vấn đề đau đầu nhất ở thời điểm hiện tại mà không chỉ là các cái hệ sinh thái họ đang gặp, đó chính là sau khi mà có được dòng tiền rồi thì làm thế nào để giữ dòng tiền. Bởi vì anh em hoàn toàn có thể thấy được là Stello là một cái blockchain platform, một cái hệ sinh thái DeFi, nó đã từng có dòng tiền đây, nó đã từng có cái dòng tiền đạt lên đến 1 tỷ đô. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì nó tụt về còn có 400 triệu đô. Tương tự như thế, Binance Smart Chain từng có cái dòng tiền lên đến là 30 tỷ đô, nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì nó chỉ tụt về còn có 12 tỷ đô thôi. Thì đây là một trong những cái yếu tố được xem là rất là quan trọng sau cái vấn đề là làm thế nào để họ đón dòng tiền. Thì anh em hoàn toàn có thể thấy là để
để giữ được một cái dòng tiền ở trong hệ sinh thái là không còn cách nào khác. Nghĩa là một cái hệ sinh thái đó nó phải phát triển và nó phải tạo một cái sự thu hút hơn nữa, tạo một cái sân chơi thú vị hơn nữa để người ta có thể tham gia và để người ta có một cái động lực ở về cái hệ sinh thái đó. Thì mình ví dụ đi ha, ở cái hướng đi của cái BNB Chain ở thời điểm hiện tại đó chính là nó sẽ phát triển những cái mảnh ghép cao hơn. Thì đây chính là cái bản mà họ đã công bố trong thời gian trước. Thì họ công bố là trong thời gian tới thì tôi muốn là sẽ có những cái dự án nè, hoạt động trong những cái mảng này nè. Thì hệ sinh thái Binance Smart Chain thì nó sẽ cố gắng nó hỗ trợ những cái dự án mà phát triển trong những cái mảnh ghép mà nằm trong vùng màu đỏ với lại vùng màu vàng. Còn những cái vùng màu xanh á, thì đây là những cái mảnh ghép mà đã được phát triển đầy đủ rồi, đã được phát triển mạnh mẽ rồi. Đó thì anh em hoàn toàn có thể thấy được là hệ sinh thái BNB Chain này nó đã có những cái chiến lược để thu hút để tạo nên một cái sân chơi dành cho người dùng trong thời gian tới. Rồi cái điều thứ hai đó chính là làm thế nào để cải tiến được cái yếu tố quan trọng thứ hai đó chính là mình phải cải tiến được những cái mô hình, bởi vì anh em có thể thấy là DeFi 1.0 nó đã bão hòa rất là nhiều rồi và nó cũng để lộ ra những cái điểm yếu. Ví dụ như người ta mining xong rồi người ta rút thanh khoản, người ta chạy đi, thì đó là cái trường hợp của Binance Smart Chain. Thì anh em hoàn toàn có thể thấy được là Ethereum thì nó sẽ có những cái trend DeFi 2.0 nè, Phantom thì nó sẽ có VE3.3, và VE3.3 đã thể hiện được một cái sức hút rất là lớn trong thời gian qua, khi mà những cái mặc dù thị trường điều chỉnh rất là mạnh nhưng mà Phantom là một trong những cái hệ sinh thái có cái sự tăng trưởng và thậm chí là hồi phục rất là nhanh. Rồi tiếp theo nữa thì họ có thể chọn là phát triển một cái nhánh cụ thể. Thì mình ví dụ ở đây đó chính là đồng Terra. Thì hệ sinh thái Terra nó đã đưa cái mũi nhọn của nó, đó chính là Anchor Protocol cùng với lại Terra USD, hay còn được gọi là cái dòng đồng USD này, giúp cho hệ sinh thái Terra vừa có thể thu hút người ta deposit cái thanh khoản của họ vào cái hệ sinh thái Terra, mà còn giúp cho Terra có thể mở rộng tầm ảnh hưởng của Terra sang những cái hệ sinh thái khác. Đó, thì anh em hoàn toàn có thể thấy được là nó có rất là nhiều cái cách để giữ dòng tiền. Tuy nhiên á, thì sau khi mà mình nói ra những cái cách này thì anh em cần phải hiểu được là họ có làm được hay không, hay là họ đã có làm nhưng mà cái hiệu suất của nó có tốt hay không. Thì mình nghĩ là dựa vào đó anh em có thể đánh giá những cái blockchain platform như thế. Đó, thì sau khi mà mình đã có những cái case phân tích như thế rồi, mình hy vọng là anh em sẽ hiểu được là trong thời gian tới thì khi nào hệ sinh thái Celo nó sẽ phát triển, rồi khi nào Celo nó sẽ tăng trưởng mạnh. Thì hơn hết mình với lại mình cũng có hô đồng Celo, và mình cũng hy vọng là trong thời gian tới cái Celo Foundation nó sẽ có những cái hướng đi đúng đắn hơn, giúp cho Celo có thể phát triển trong tương lai. Cuối cùng thì nếu như anh em yêu mến Coin98 Insight thì đừng quên like và subscribe cho kênh Coin98 Insight tại đây nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúc cho anh em một năm 2022 đầu tư thật là hiệu quả.